Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giới thiệu về nhà đất và bất động sản chính thức của công ty Bất Động Sản Việt Long. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người căn nhà ở tại Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông. Có diện tích là 30m², hướng chính là hướng Đông Nam, được chúng tôi xây dựng thiết kế là 4 tầng. Mỗi tầng sẽ bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Nhà là có vị trí là gần trường học, gần bệnh viện, gần siêu thị, gần các trung tâm thương mại và cách cái đường để đậu ô tô là 10m. Đây chúng ta có thể thấy đây là phía trước của ngôi nhà và ở phía ngoài kia đó chính là đường ô tô đi, hai ô tô tránh nhau ở trong khu vực đông dân cư rất là sầm uất. Chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây thì toàn bộ hệ thống cửa là được sử dụng là bằng cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và phía bên trong đó chính là cửa bằng kính cường lực, cửa lùa, cho nên rất là đảm bảo tiết kiệm diện tích và tiết kiệm không gian cho ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống mặt tiền là đã được ốp bằng gạch granite, rất là sạch đẹp, rất là thoáng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong của ngôi nhà để cho mọi người có thể biết. Chúng ta đã đứng ở phía bên trong tầng 1. Tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách và một phòng bếp cộng với lại một nhà vệ sinh phụ. Toàn bộ gạch ốp nát được chúng tôi sử dụng là gạch granite cao cấp loại 1. Hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Chúng ta có thể đứng ở phía trong và nhìn ra phía bên ngoài ngôi nhà đây. Rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí ở khu vực đông dân cư, rất là tiện. Và đây là khu vực bếp của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tủ bếp được chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim nam phi. Mặt bếp và cổ bếp là đều đã được là ốp đá granite và ốp gạch granite hết, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Và đây là phía khu nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh là được sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Và trong nhà vệ sinh là đã có sẵn là bồn cầu, vòi rửa và có cả máy bơm để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Như mọi người có thể thấy đây là hệ thống tay vịn của chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim nam phi. Mặt bậc và cổ bậc đều đã được ốp bằng đá granite cao cấp hết. Tầng 2 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim nam phi. Cửa rất là rộng, rất là đẹp. Đây là phòng ngủ chính ở tầng 2 của chúng ta. Rất là vuông vắn, rất là đẹp. Diện tích rơi vào khoảng tầm 18m². Chúng ta sẽ có cửa bằng nhôm kính để mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Và gạch ốp nát là sử dụng là gạch granite loại 1. Đây chúng ta có thể là nhìn thấy đây là tổng quan toàn bộ của căn phòng đây. Thiết kế rất là hợp lý. Và bên trong đây là cái khu vực vệ sinh, đã có đầy đủ bồn cầu, lavabo, thiết bị vệ sinh. Gạch ốp nát là sử dụng là bằng gạch granite 3060, có cửa sổ mở ra để lấy thoáng và lấy không khí. Cửa thông phòng là cũng cửa thông phòng nhà vệ sinh cũng sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là cao cấp. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ rất là rộng cho nên là mọi người có thể là thiết kế và bố trí đồ đạc rất là hợp lý, rất là thoải mái. Chúng ta vẫn có cửa sổ để mở thông ra phía bên ngoài để ánh sáng và không khí. Đây là trần thạch cao cùng với đèn led và đây là khu vực nhà vệ sinh. Thiết kế tương tự như nhau, rất là giống nhau. Đó, chúng ta có thể thấy rõ đây là cái cửa sổ mở phía ra đây bên ngoài này. Nhìn thấy không khí đây rất là thoáng. Đảm bảo trong cái ngôi nhà của chúng ta, trong phòng của chúng ta là luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí rất là thoáng. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.
Đó, thiết kế tương tự như tầng 2 và tầng 3 thôi. Thiết kế rất là rộng, rất là hợp lý. Và cuối cùng là tầng 5. Tầng 5 là dùng để làm phòng thờ, khu vực giặt đồ và sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ của chúng ta đây. Phòng thờ rất là thoáng. Đây là khu vực giặt đồ và sân phơi. Đây, khu vực này là chúng tôi thiết kế này để mọi người đặt máy giặt và giặt đồ. Còn đây là khu vực ngoài sân phơi. Mọi người có thể thấy là xung quanh là khu dân cư ở rất là đông, rất là sầm uất. Rất là gần trường học, gần bệnh viện, gần trung tâm thương mại. Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là ngôi nhà được xây mới 100% tại Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Thiết kế là 5 tầng, có hướng chính là hướng Đông Nam. Được thiết kế là mỗi tầng là sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đang được bên công ty chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 600 triệu. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc tham quan nhà trực tiếp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403, 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Mọi người nhớ ấn like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản khác mà bên công ty chúng tôi đang cần bán. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.